Ôi, thì một số khách bên em có băn khoăn và lo lắng khi mà họ đang sử dụng trà giảm cân hoặc là một số thực phẩm chức năng khác á, thì nếu như mà kết hợp với nấm linh chi á thì nó có bị tương tác trong cái thành phần nào của nấm linh chi với thực phẩm mà. Thực ra thì cái việc mà tương tác với cái thành phần nấm linh chi với lại là một số cái thực phẩm đó thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái thành phần của các cái thực phẩm đó là cái gì. Nếu mình biết rõ thì nó khác, còn một cái đề tốt nhất thì mình cũng như mình nói đó, có nghĩa là mình bởi vì các linh chi thì thường nó sẽ không có nhiều cái tác dụng tương tác với lại là các cái thực phẩm khác, và ngược lại nó sẽ là giúp và hỗ trợ cái điều con đường chuyển hóa về các cái lipid và cái hạn chế cũng như hạn chế hấp thu cái lipid là một cái cách mà nó cũng để là giúp mình giảm cân, thì đó mình vẫn có thể là phối hợp. Và nếu mà các cái sản phẩm mà mình cũng có thể mình sợ, nếu mà sợ tương tác thì mình cũng có thể là mình uống cách ra, như lúc nãy mình nói là có thể mình uống trước hay uống sau như nó, chứ không uống đồng thời.